các bạn nhá. Mình đồ còn chưa sắp xong, mồi chưa lắp xong thì đã lên cá rồi. Thì các bạn nhìn kìa. Đó, mình đang lắp cái mồi để câu cá thu cá lục ấy. Thì vừa mới lắp xong mình thả xuống cái thì cá cắn ngay. Thế cái con Suzuki nó là cái con cá ăn tạp ấy. Nên là thả xuống là nó thấy chắc là trước mặt nó thì nó đớp luôn. Thì mình nghĩ là sẽ đứt cơ. Tại vì là cái dây câu cá thu rất là mỏng ấy, nó nhỏ, cước nó nhỏ đấy. Mình nghĩ là không nhấc được lên, tại vì bây giờ nước đang rất là sâu, không thể dùng vợt được ấy. Nên là cứ thế là nhấc lên, nhưng mà vẫn lên bờ, lên nơi thì rơi ra. Nhưng mà không to lắm, nhưng mà chắc cũng phải hơn 1 cân. Thế cứ nhấc liều thì vẫn được. Thì mình có sắp xong hai cái cần để câu cá thu, cá lục ấy. Hoặc là may ra thì được con cá tai, nên mình để xong rồi. Bây giờ bắt đầu câu Suzuki nhá. Thì mời các bạn cùng theo dõi. Đây cho các bạn xem cái con Suzuki mình vừa mới giật lên. Đó. Cũng khá to. Hôm nay thời tiết thì cũng không lạnh nhưng mà gió rất là to đấy. Thường thì khi mà cái giờ nước lên ấy, bao giờ cũng có gió. Nước lên hoặc là nước xuống ấy thì bao giờ cũng có gió. Đến một lúc nữa thì nó sẽ im, nhưng mà không sao. Mình dùng cái mồi nó nặng nên là vẫn sẽ ném được. Thế có điều là bây giờ nước đang rất là sâu ấy, nếu mà cá mà cắn thì lại chỉ có nhâng lên thôi. Được thì được, mà mất thì mất, không thể dùng vợt được. Chào mừng các bạn cùng theo dõi nhá, mình bắt đầu câu đây ạ. Mình vẫn câu bằng cái mồi mọi hôm. Hôm qua mình có thay mấy cái móc nó móc mới ấy. Mấy cái móc cũ nó cũng yếu rồi, mình thay mấy cái móc mới nên là khả năng là nó sẽ nhạy hơn. Ok, mời các bạn cùng theo dõi nhá.
gầm ấy thì rất dễ là đứt dây ấy. Mình bị mất rất nhiều lần như thế rồi, nên là câu là rút kinh nghiệm, cá mà cắn là lôi thật nhanh. Lôi thật nhanh ấy thì là cái con cá nó sẽ không thể rút được xuống dưới nước. Con cá mà nó chìm xuống dưới sâu ấy, nó càng sâu thì nó sẽ càng khỏe, mình càng bị yếu thế đấy. Con cá mà nó ở trên mặt nước thì nó sẽ bị yếu. Mình cứ lôi thật nhanh để cho nó nổi lên trên mặt nước ấy. Nó nổi lên trên mặt nước thì nó dễ, mình dễ bắt được nó hơn, nó khó tuột. Đấy, chứ còn đã để nó kéo sâu xuống dưới thì cực kỳ là dễ tuột luôn. Tại vì xuống dưới là nước sâu ấy là nó khỏe lắm. Thế và nó xuống sâu rồi nó sẽ vào trong các cái gầm hoặc là vướng vào cái gì đấy, là một là đứt dây, hai là tuột. Thế nên là các bạn thấy là khi mà cá cắn là mình lôi rất là nhanh, lôi càng nhanh càng tốt, tuột thì thôi, nhưng mà đã không tuột thì là rất là dễ được. Đấy, cái cách câu của mình nó câu là nó như thế. Đấy, tức là cá mà đã cắn là lôi thật nhanh, vừa lôi nhanh là để cho cái móc nó đóng sâu vào này, vừa là để không cho con cá nó chui xuống dưới sâu dưới nước. Tiếc quá, từ nãy giờ được 4 con to vật vã rồi mà mình quên không bấm máy. Chán thật. 4 con to lắm ạ. Nhanh, trong vòng có mấy phút rồi. Cá cắn rất nhiều các bạn. Nên mình ra đổi chỗ cho máy thì mình để ý là máy chưa bật. Thôi không sao, làm lại. Hôm nay mình thấy là cá rất là nhiều. Lấy giờ còn mất rất là nhiều tại vì nước đang sâu ấy, không thể nhâng được lên đấy. Vật thì ngắn, đấy, lại gây mất một móc rồi này. Năm con đấy, nhưng con này nó hơi nhỏ nhỏ, mình thả nó đi.
6 lên hàng. Dùng vợt thì may lại được em này. Nó nước nó đang lên đấy, thì mình nghĩ là vợt cũng tới, nghĩa là vừa tới được mặt nước thì hết vợt. Nhấc lên cái bờ đi chuột. Khá to. Mình vừa nhấc lên đến nơi thì nó dậy mất mồi ra, tuột bùng mồi ra. Đây là con thứ 7 nhá. 7 con không?
rưỡi này tối giờ lôi quá nhiều cá rồi nên nó yếu quá rồi, toàn bị mất, cứ cá to là bị sẩu, cứ cá to là bị sẩy, chán thật, kiểu nó yếu rồi đấy, móc nó quay quái ra. Đây ví dụ như cái này này, nó cứ quái ra như thế này thì không thể nào đóng được cá. Từ nãy giờ toàn cá to bị tuột mất. Không chui được vào trong lòng vợt mà bị dính cái móc vào cái vành vợt. Con thứ 9. Con này to phết này. Đây thùng rồi. Give up hope by now. So let me know.
To lắm các bạn. Em thứ 10. Được có 10 con thôi. À, được tất cả 13 con thì mấy con nhỏ nhỏ thì thả đi hết. Còn lại hình như là có 9 con mang về thôi. Đầy một thùng, không còn chỗ để nữa mới kéo. Suốt từ tối giờ xã tay à. Thôi về đây. Mệt. Bây giờ bỏ ra cho các bạn xem. Hôm nay được nhiều con to. Ôi trời. 8 con. Được toàn con to. Những con nó nhỏ nhỏ như này thả đi, 3-4 con. Làm gì với chỗ này bây giờ? Ăn cho. Cái bàn này là dài 70 phân này. Cái bàn này dài 70 phân thì cái con này nó khoảng 75 phân. Con này bé hơn con trước. Chỗ này gần như là toàn cá, cứ thế là cầm cần câu nhâm lên chứ vật mãi về sau mới được 2-3 con được. Tại vì nước sâu quá không sử dụng được ngon. Cá nhiều như ao nuôi. Ô, cá nhiều, cắn nhiều quá, phát chán. Ừ.
nha, bây giờ mình cất dọn thôi. Rồi đi nghỉ cũng muộn rồi. Hôm khác lại đi câu. Bây giờ xử lý đống này xong rồi đi ngủ. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.